sẽ giúp một chai sinh vật quê nhà có thể hướng dẫn bạn chế biến một món ăn bất kỳ được làm từ dừa hoặc liên quan đến dừa. Ngọc chai sẽ giúp tân sinh một ngôi nhà có thể bạn câu cá bóng dừa ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Lưu ý, hai món ăn này phải có sự giao lưu nhẹ với nhau khi hoàn thành. Không lẽ bây giờ là tôi phải nói quỵt tẹt là tôi sợ ma? Hay. Anh ta không nhắc tới rồi, còn nhắc lại chi nữa cha? Nghe không? Đúng vậy, cho nên là mình chỉ cần thiết là toilet phải đẹp, không? Sạch sẽ. Rồi chỗ ngủ mình nó phải ra khách sạn luôn, ra khách sạn hẳn ngoại luôn. Hay là bây giờ là mình phải tìm cách nào đó để mà làm cho người ta cảm thấy mình thương cảm. Dù mình hát một bài cuộc sống mưu sinh. Đi về luôn, xin đi xin ăn luôn, đi xin ăn luôn. Xin làm ơn cho em ở một ngày. Xin nói một tiếng người ta cho nữa, bây giờ phải làm mấy cách nào đủ mọi cách luôn, năn nỉ người ta. Ê, cậu có thích ăn cá kiểu này? Hồi xưa là trai thích này lắm luôn á. Ăn một lần là phải ăn 4 năm khứa. Thiệt. Ân tình giờ đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Bỏ đi. Kéo ra. Nó thấy không? Đào nữa. Một, hai, tôi nghĩ lại không qua đâu. Té, thiệt tôi giữ thằng bạn không có giỏi. Ê! Nó còn sống hả? Đâu có, tại nó ngoại á chứ đâu. Không đâu phải, nó phì cái bụng vậy nè. Con gà ngoại nó kêu á. Trời ơi, gà ngoại kìa. Đâu còn sống. Em hết hồn.